nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình. Ngày vui hơn, ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa rửa tôi sạch hết mọi đường. Từ đây tôi mãi mừng vui ca múa, đi khắp các nơi truyền bá tin lành. Đây là ý nghĩa của bài thánh ca số 366, ngày vui. Và xin Hội Thánh đồng ngợi khen Chúa với một tấm lòng quyết tâm sắt son với Chúa. Ngày vui